Ta đã thành công rồi, ta đã thành công rồi. Hôm nay ta sẽ thông báo cho mọi người trên toàn thế giới, và nhất là 500 anh em YouTuber, là ta đã thành công rồi. Hôm nay mình sẽ thông báo cho mọi người biết là mình vừa thành công. Mọi người có biết mình thành công về cái gì hay không? Mình vừa nhịn ăn 12 ngày và mình vẫn chưa chết, vẫn khỏe mạnh mập mạp và ngồi đây. Số là như thế này, để mình kể cho mọi người nghe. Cách đây nửa tháng trước, mình tình cờ coi trên mạng thì mình được thấy cái bài của thầy Đỗ Đức Ngọc. Các bạn có biết thầy Đỗ Đức Ngọc là ai không? Thì mình cũng coi rất là nhiều trang của thầy ở trên YouTube. Thầy Đỗ Đức Ngọc là một người rất là giỏi trong cái lĩnh vực là chữa bệnh bằng phương pháp khí công y đạo. Cái phương pháp này là thầy đã sáng lập ra tại Việt Nam, và bây giờ thì thầy đã sống và làm việc tại Canada. Thầy Đức Ngọc rất là giỏi trong vấn đề chữa bệnh bằng bấm huyệt đạo, chữa đau nhức rất là hay các bạn. Thì trong một lần tình cờ lên mạng thì mình vào một cái trang của thầy và xem thầy hướng dẫn cái cách nhịn ăn 12 ngày để thanh lọc cơ thể. Theo như thầy á, là cơ thể của mình á cần phải nghỉ ngơi. Giống như chiếc xe á, mình chạy lâu rồi á thì cái bình nhớt đang thù lùi, các bạn thấy không? Lâu lâu cũng phải thay nhớt mới để cho xe nó chạy trơn tru. Con người ta cũng vậy. Rồi á, mình ăn uống sai cách, có những cái thói quen mình thích cái món đó mình ăn hoài luôn. Cho nên là trong cái thực phẩm của mình nó không có đầy đủ, cái thì dư, cái thì thiếu. Cái một món ăn mình ăn nhiều, còn có món thì mình lại không ăn, cho nên là nó không có cân đối, mất cân đối. Cái nào dư quá gây bệnh, mà cái nào chất nào thiếu thì bị thiếu hụt và các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều khi mập mà vẫn thiếu chất, chứ không phải mập mà giờ mà đủ chất. Nhiều người mập nhưng vẫn thiếu một số chất. Rồi á, những cái chất bảo quản thực phẩm, những chất bảo quản thực vật, đó, những thuốc bảo quản trong thực phẩm đã chế biến rồi, hoặc là trong những cái chất bảo quản nông nghiệp trong trồng trọt, mình ăn rất là nhiều chất thấm dần trong cơ thể mình, gây độc tố cho cơ thể mình và gan thận, rồi cơ quan là bài tiết lãnh hậu quả. Một cơ quan mà bài tiết lọc máu, lọc thận, lãnh hậu quả, gan của mình cũng rất là nhiễm độc. Cho nên á, mình nhịn ăn 12 ngày này, trong 12 ngày theo hướng dẫn của thầy là uống nhiều nước, từ 4 đến 6 lít nước, nước chanh và có đường. Thì chanh cũng pha vừa đủ theo cái mà mình, cái sức mà chịu đựng cái sự chua. Ví dụ như mình ăn chua không được mà mình chua quá, hoặc là cái người lép bao tử, đau bao tử mà uống chua quá thì uống không có được, thì mình ít thôi. Vì thầy lý giải là chanh á là một cái chất trong y học dùng để mà giải độc cơ thể. Đường là cái chất mà để cho mình là giữ cho cái cơ thể mình có cái năng lượng trong những ngày mình nhịn đói, mình không có bị xỉu, không bị mệt. Nhưng mà khi mà đọc cái bài của thầy á thì mình rất là tin tưởng, mặc dù mình không có gặp thầy ngoài đời bao giờ, nhưng tự nhiên mình có một cái niềm tin và mình áp dụng. Nhưng bởi vì mình sống có một mình cho nên mình cũng sợ lỡ như trong thời gian mà nhịn ăn á, mình yếu quá, mình xỉu, mình chết không ai hay. Cho nên mình cũng chuẩn bị sữa, đường để trong nhà đầy đủ, lỡ mà có gần xỉu thì uống sữa vô đó. Với lại mình cũng cái bao tử mình nó cũng không có được tốt, cho nên thầy hướng dẫn là uống nước chanh
một lít chanh thì pha 5-6 trái chanh gì đó, nhưng mà mình sợ cái bao tử mình ảnh hưởng, tại vì 12 ngày không ăn gì hết. Cho nên mình nghĩ ra mình bịa, cái này là mình bịa, thầy kêu uống nước chanh, nhưng mà mình bịa là mình uống, mình mua gạo lứt, gạo huyết rồng á các bạn, gạo mà đỏ đỏ đó, gạo lứt đó, mình rang, rang cho nó vàng lên, xong bắt đầu mình nấu nước, nước trà, nấu luôn các bạn. Nhiều người uống nước trà là để gạo lứt ở trong cái ly, xong mà chế nước sôi vô, mình cho là cái uống như vậy nó không có ra hết chất đâu, mà mình sau khi rang mình để vô nồi mình nấu sôi ập lên luôn, thì cái màu của trà nó mới ra hết. Mà mình sẽ uống 2-3 ngày cái nước đó luôn cũng vẫn được, cái đun sôi là không sao hết chứ. Mà càng các bạn càng nấu 2-3 ngày á, là nó vẫn còn ra nước, nước gạo vẫn còn ra rất là nhiều, xong rồi mình ăn luôn cái luôn đó. Nhưng mà lúc mà mình nhịn ăn thì mình không ăn cái, đã nhịn ăn rồi thì mình không ăn cái 12 ngày, chỉ uống nước gạo lứt rang đó. Nhưng mà ngày thường á mình không có cái mình không, ngày thường á lúc mà mình chưa áp dụng phương pháp này mình cũng rất là ít uống nước, nhưng mà cố gắng lắm mình chỉ uống được 2 lít một ngày, trong khi thầy nói phải uống từ 4-6 lít để cho nó thải độc cơ thể. Thì các bạn có biết không, 3 ngày đầu xót xa lắm, thèm dữ lắm, mình không dám bước ra đường luôn á, tại vì á bước ra đường á nhìn ta bán đi ngang, trời ơi ta bán bánh xèo, bánh chuối, bánh da lợn gì cũng thèm, cho nên là thèm cầm lòng không đậu ăn sao. Cho nên là những ngày nhịn ăn là giống như đi tu vậy, ở trong nhà không có dám bước ra đường, sợ kìm lòng không được rồi ăn. 3 ngày đầu nó xót ruột lắm, mỗi lần mà đói quá vô uống một ly nước, nước gạo rang, bỏ tí đường, phải có đường các bạn. Các bạn không có đường là các bạn ngặt mình mà mệt mỏi mà xỉu chết luôn á, cho nên là phải có đường. Thầy Đỗ Đức Ngọc cũng phải nói là phải có cũng đường đó. Rồi á là 3 ngày, nhất là ngày thứ 3, mà các bạn vượt qua ngày thứ 3 rồi là ngày thứ 4 là tự nhiên nó quen luôn. Ngày thứ 3 trời ơi nó cồn cào, nó thèm ăn dữ lắm mấy bạn. Tôi ráng mình nói cái này á, nhịn ăn mà nhịn không được thì nói làm sao mấy ông nhịn ma túy, mấy ông mà nghiện ma túy bị người ta ca sao nổi hả? Ma túy thì nó còn làm cho cơ thể phấn chấn tinh thần lân lân, mà biểu người ta là ca thì mà ta ca không nổi, đừng mình nói người ta sao ta ca không nổi, mà không chỉ nhịn ăn có nó cũng đâu nổi, mình phải ráng vượt qua. Thế là mình cố gắng mình vượt qua được ngày thứ 3, ngày thứ 4 nó quen rồi các bạn. Yêu cầu các bạn nhịn được 3 ngày. Qua ngày thứ 4 là mình thấy khỏe trở lại bình thường. Nó sáng mình uống nước, chút xíu mình uống nước gạo rang tí đường, mình uống tới chiều tới tối luôn, mình không ăn gì hết. Đó, như vậy là mình nhịn luôn một lèo tới ngày thứ 12 mình không hay luôn đó. Mà mình nghĩ là khả năng của mình có thể nhịn luôn tới 1 tháng được luôn các bạn. Tại vì tới ngày thứ 12 rồi, mình vẫn thấy tỉnh táo. Lúc đó mình nhảy lên cái cân, nhà mình có một cái cân, trước khi mình uống mình cũng cân, và uống nước gạo rang mình cũng cân đó. Rồi sau khi 12 ngày mình cân lại, mình hết hồn giảm 3,2 kg các bạn, tức là giảm hơn 3 kg 2. Mình chỉ là muốn nhịn ăn để thanh lọc chất độc cho cơ thể, uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể như thầy Đỗ Đức Ngọc nói, nhưng không ngờ giảm cân luôn 12 ngày, một giảm 3,2 kg mình hết hồn. Trong khi đó trước đó đó từng uống thuốc cả triệu 2 triệu để cho giảm cân, giảm không nổi. Mà bây giờ nhìn ăn 12 ngày giảm 3,2 kg luôn, 3,2 kg mình vẫn còn mập như vậy này, các bạn thấy không? Mà mình nghĩ là tại vì mình cần đi ra ngoài đường để mình đi quay phim đi này kia, cho nên mình phải ăn lại đó, chứ đi ngoài đường không ăn thì đi làm việc mà không ăn thì sợ xỉu. Còn mình nhịn là phải ở trên nhà làm việc nhẹ nhàng, tập thể dục, vẫn tập thể dục nhẹ nhàng, những động tác nhẹ nhàng, luyện hít thở hoặc làm những cái động tác vẫy tay nhẹ nhàng vậy thôi, đứng nhón gót lên rồi hạ chân xuống rồi vẫy nhẹ nhàng, chứ không có là đã nhịn ăn thì mình không có dám tập thể dục những cái động tác mạnh. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là mình cũng chưa có đúng cái bài theo như thầy Đỗ Đức Ngọc nói là phải uống nước chanh, tại vì chanh á là cái chất giải độc cơ thể, chất chua của chanh á giải độc cơ thể, đồng thời có vitamin để tăng cường sức đề kháng. Nhưng mà do bao tử mình nó yếu quá, mình không dám uống nước chanh. 1-2 ngày đầu mình uống nước chanh, nhưng mà ngày thứ 3-4 mình sợ bao tử nó chịu không nổi, mình quay qua uống nước gạo rang. Nhưng mà thật cũng bất ngờ ở cái chỗ là mình hết một cái bệnh mà mình hết mà mình không hay luôn, không để ý luôn. Tự nhiên hôm nay mình ngồi mình nhớ chợ, ủa sao mình nhớ mình có một cái bệnh mà nó hết hồi nào không hay vậy? Đó là mình bị bệnh viêm đại tràng. Đó, mình bị viêm đại tràng, mình ăn cái gì vô một hồi là mình muốn đi ngoài, mình ăn cái gì chút xíu là mình đau bụng mình muốn đi ngoài. Một ngày khi mình đi 3-4 lần đi, đó kỳ cục vậy đó.
Cho nên á, từ ngày mà mình áp dụng nhịn ăn 12 ngày, tự nhiên cái bệnh mà ăn cái gì muốn đi ngoài á là mất tiêu hồi nào không hay luôn, không để ý luôn nữa. Cái bẵng đi không rày là nhịn ăn 12 ngày xong rồi mình ăn, mình đã ăn cháo. Các bạn nhớ là sau khi nhịn ăn 12 ngày là mình phải ăn cháo loãng lại, cho nó tập lại cái bao tử cho nó quen, ăn cháo loãng lại 1 ngày 2 ngày rồi mới ăn cơm lại. Đó. Thì ăn lại ăn dần dần ít ít từ 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 tăng dần, chứ lúc ăn lại các bạn đừng ăn một lúc mà 3-4 chén à. Thì lúc mình ăn lại đây là ăn cơm lại là nửa tháng rồi. Mình không, cái bệnh của mình là viêm đại tràng nó mất rồi nào không để ý, quên, không để ý. Thế tự nhiên hôm nay mình ngồi mình ăn một cái tô bún, thường thường á mình ăn một cái tô bún xong là về mình đã bụng liền các bạn. Tại nó có rau sống đó. Rau bún là bún mà có bở có trộn rau sống vô là mình mà không ăn rau là không chịu nổi. Không ăn rau thì không có ngon, mà ăn rau á là nó đau bụng liền luôn các bạn. Hôm nay mình đi ăn tô bún xong ăn xong tính bơ. Mà mình nhớ ủa ngày hôm qua mình cũng ăn, ngày hôm kia mình cũng ăn mà sao không thấy đau bụng. Mình mới nghiệm ra một điều rằng như vậy là phương pháp nhịn ăn để chữa bệnh, để thanh độc lọc cơ thể của thầy Đỗ Đức Ngọc đó là chính xác. Và bằng chứng là mình đã có làm, có áp dụng rồi. Đó. Thì như vậy là trong 12 ngày mình không ăn gì, mình chỉ uống nước thôi. Thì nhờ nước nó rửa sạch cái đường ruột của mình. Và không biết nó làm sao mà nó làm cho mình hết bị đại tràng luôn các bạn. Thì mình thấy đây là một cái điều rất là hay. Và bản thân mình đã vượt qua được nhịn ăn 12 ngày. Mình chia sẻ để cho mấy bạn nào mà muốn giảm cân đó, thử làm với mình đi. Làm thì thấy sự hiệu quả, mình không có xạo với mấy bạn đâu. Cái nào có là nói ha, không có bao giờ nó dốc nói láo dài hết đó. Rồi á, mà mình á, nghĩ rằng á, mình có thể là mình nhịn hơn được. Có thể mình có khả năng mình nhịn được 1 tháng luôn các bạn. Nhưng mà lý do á, là mình làm YouTube, cho nên á, mình phải đi ra ngoài đường để mình đi làm. Cho nên là mình đâu có ở nhà được đâu mà mình dám nhịn lâu dài. Mình đi ra đường chơi nắng chang, đang chạy xe lỡ xỉu sao đó. Cho nên á, là mình thấy cái hiệu quả trước mắt. Nhưng mà có tiếc, chỉ có tiếc một cái là mình không uống được nước chanh, cho nên là không biết là nó đã tẩy độc được chưa đó, cho gan với thận chưa thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt là bệnh viêm đại tràng, mình chỉ uống nước gạo lứt, đường. Với mình sợ là lâu ngày không ăn tí muối nào á thì nó thiếu hụt. Mình cũng bỏ một chút xíu muối nè, bỏ rất là ít, đến nỗi mà uống mình không có cảm giác mặn đâu, một tí thôi. Đó thì mình rất là vui mừng. Và sau 12 ngày nhịn ăn này mà mình trở lại đó, thì mình thấy là con người mình nó khỏe. Thứ nhất là khỏe hẳn ra nè. Cái thứ hai nữa không có nặng nề, mình giảm 3 kg 2, mình cảm thấy không có nặng nề. Thì theo như mình á, theo như mình muốn dự định á, và mình cũng coi ở bài của thầy á, Đỗ Đức Ngọc á, là 1 năm mình nên nhịn ăn vài đợt như vậy, ít nhất là 2 đợt. Thì theo như mình á, mình dự định chắc có lẽ là 1 năm mình sẽ nhịn vài đợt chứ không phải là 2 đợt. Tại vì mỗi một đợt vậy á là nó sẽ làm cho mình giảm được vài ký vậy. Mình cần giảm thêm 5 ký nữa. Thì mình mới hiện nay là đồ của mình là bị chặt hết trơn rồi. Mặc không có vừa. Và mình giảm 3 ký rồi mà mình vẫn còn mập. Cho nên là mà mình mong muốn rằng trong một vài tháng nữa là mình sẽ có một đợt giảm nữa. Nhìn ăn đi giảm. Thì khi mình nói mình giảm thì trong nhà mình ai cũng chửi mình chứ. Người thân mình la mình, nó mình khùng. Nhìn ăn gì chết rồi còn gì sau sống. Đó, nhưng mà mình gan lắm, cái gì mà mình thấy hợp lý, mình tin là mình sẽ làm. Đó, cái gì mình tin là mình sẽ làm. Thì đối với thầy Đỗ Đức Ngọc là một người quá nổi tiếng. Đã thầy đã từng chữa bệnh và đã lên TV và được phỏng vấn rồi, thì ra mình tin. Mình tin đó, mình có niềm tin thì mình làm. Đó, chứ còn nếu mà như lăng băm mà xuống làm mình đâu dám làm, lăng băm mà nói mình làm thêm chết sao. Nhưng mà tại vì là thầy Đỗ Đức Ngọc là người cũng đã nổi tiếng rồi, cho nên mình tin tưởng mà mình làm. Và bây giờ mình báo cáo với mọi người, báo cáo với mọi người là mình đã thành công tốt đẹp. Mà chỗ bộ hổ mắm trời mình mụn, cái lúc mà mình chưa nhịn ăn á, chắc có độc thiệt, có độc tốt trong người thiệt. Thường thường á, người ta nói á, nhìn qua làn da để đánh giá cái công trong người mình, cơ thể mình có khỏe mạnh, có tốt hay không là qua cái làn da. Nếu mà da mình bóng bẩy, không mụn, không nám, tức là gan thận mình tốt. Còn nếu mà da mình sần sùi nám đó, mụn, tức là gan thận mình không tốt, bị nhiễm độc hoặc là nóng nảy đó. Mà mình thấy á, mình nhịn ăn 12 ngày thì mình cảm giác là da mình có vẻ là nó láng hơn các bạn. Nó không có mụn nhọt gì hết trơn á.
trước đó mình không có nổi mụn nhiều nhưng cũng có một một ít mụn thôi chứ không có nhiều, nhưng mà bây giờ thì hết hẳn, không thấy mụn gì luôn các bạn. Đó thì mình thấy đây là một cái áp dụng rất là hiệu quả. Nhưng mình khuyên những cái bạn mà huyết áp thấp thì những người suy nhược cơ thể thì không nên làm. Tại vì những người huyết áp thấp, bà thấy mấy người mà huyết áp thấp hạ huyết áp rồi là phải đi uống nước đường liền cho nó lên, nước trà đường liền đó. Cho nên nó là những người huyết áp thấp mà nhịn ăn á sợ chịu không nổi đó. Cho nên là những người cao huyết áp thì làm được, nhưng mà những người huyết áp thấp thì không nên ha, không nên làm. Mấy người mà quá suy dinh dưỡng, ốm yếu quá thì không nên. Những người á, nhiều người mình thấy ốm yếu gầy còm quá, những người suy nhược quá rồi nghe nói vậy rồi không có tìm hiểu bắt chước người ta làm mà nhiều khi chết á, chết rồi xong rồi đổ thừa là nói mình số 7. Cái này là mình nói là những người suy nhược cơ thể trầm trọng là một, những người huyết áp thấp đó là không áp dụng được ha. Đó, thì đó, đây là cái bài chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy thấy hay thì các bạn ủng hộ mình. Mà các bạn ơi, các bạn ủng hộ mình thì mình cũng không bỏ mấy bạn. Nếu mấy bạn có làm kênh YouTube mình cũng sẽ qua ủng hộ lại các bạn. Nếu mình biết các bạn đã ủng hộ mình, bấm chuông rồi đăng ký rồi like chia sẻ, các bạn làm cho mình cái gì thì mình trả lại các bạn. Nhưng mà các bạn phải khéo khéo một chút, các bạn vào các bạn ngồi lâu lâu một chút, các bạn hãy bấm đăng ký. Các bạn vào các bạn đi ra liền bấm đăng ký thì YouTube họ đâu có chịu, cũng như không mà nói mình xàm xàm nữa, mình nói mình xì ban nữa, cho nên nó là như vậy. Rồi á là mình luôn luôn chào đón những các bạn, đặc biệt là những với bạn YouTuber đó, sẵn sàng là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ các bạn ha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì mình phải đi rồi. Hôm nay mình sẽ dự định là mình sẽ đi quay ở biển, một cảnh biển có chút biết sao cũng chưa biết có đẹp hay không. Nhiều khi mình đẹp nhưng các bạn thấy không đẹp đó, thì mình sẽ quay, hôm nay dự định là sẽ đi quay một cảnh biển để cho các bạn xem đó. Mình đã chuẩn bị trước khi đi rồi đó, nhưng mà cái tính của mình nhớ đâu phải nói đó, cả mình quên, mình nhớ là mình phải làm liền thôi mình quên. Mình chuẩn bị là mình đi rồi đó, mình đi ra biển bữa nay chuẩn bị đi, nhưng mà mình nhớ lại cái vụ mình nhìn ăn 12 ngày, mình phải lên mình nói liền để mình quên cái ý tưởng mình nói là mình phải nói liền, không nói là quên liền. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà, tạm biệt 500 anh em YouTube.